Anh Huy. Sao em? Cảm xúc anh thế nào khi nghe tin sắp chuyển văn phòng mới ạ? Chúng anh là người đầu tiên. Anh chán cái văn phòng này lắm rồi nên anh muốn chuyển. Văn phòng mới á? Thật ra là dạo này mình cũng không lên văn phòng nhiều lắm nên là mình cũng không quan tâm lắm. Không không, mình đùa đấy. Uầy, tuyệt vời mọi người ạ. À không, thật ra là cũng không tuyệt vời lắm mẹ, bởi vì là tao mới chuyển nhà cho gần văn phòng hơn ấy. Mình thì vừa mới vào, đã kinh chuyển văn phòng khá full. Mình chả có cảm xúc gì. Cơ bản là có chuyển thì cũng chả chuyển cho gần nhà mình nhé. Mình chả có cảm xúc thì mình vẫn đi xa như thế. Văn phòng mình sắp chuyển à? Sao không ai bảo gì tao ấy? Kìa. Eternal là một gia đình, mà như vậy à? Gia đình, vương vấn bước chân ra đi. Mình nghĩ là đổi vận luôn. À, phớt. Trộm vía. Rất là vui cực kỳ luôn. Tại vì lúc đầu anh Huy bảo là sẽ chuyển về Cầu Giấy. Và cái lúc mà Mai Hoa nhắn tin là ui, văn phòng mới ở Cầu Giấy đi ạ. Thì người anh duy thần của mình có cái inbox là chắc gì lúc ý mày còn ở văn phòng. Anh bảo Huy là anh chốt luôn rồi ấy. Bởi vì là cái văn phòng đấy anh đi làm mất có bằng một nửa đường đi đến đây thôi. Anh cũng hơi buồn là ở khu đấy là khu không gần trung tâm lắm nên được cái này thì mất cái kia. Quán ăn các thứ về cái mức độ đa dạng với mức độ ngon các thứ thì nó cũng không bằng ở trên này. Và một năm lại sắp qua, Sephone S triển khai Tết Trai Yêu Thương giúp bạn thể hiện tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Sắm ngay những thiết bị gia đình thông minh để tặng người thân trong dịp Tết này nha. Robot hút bụi lau nhà Redmi Z10 Pro xám giảm còn 9.890.000 đồng. Nồi chiên không dầu Xiaomi Air Fryer dung tích 3,5 lít trắng giảm còn 1.790.000 đồng. Máy lọc không khí Vsmart với mã 30LA5300 trắng giảm còn 1.290.000 đồng. Và còn rất nhiều sản phẩm điện thoại, máy tính phụ kiện ưu đãi trong dịp Tết này. Click ngay vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Điều gì khiến anh ở đây anh cảm thấy vô cùng bất mãn? Thứ nhất là tiền điện đây cao quá, ở tầm mấy chục triệu gì đấy. Tất cả bảo vệ không thân thiện lắm. Mình chả bất mãn gì cả. Thứ mình bất mãn duy nhất là ý thức của những con người ở trong cái căn phòng này. Ví dụ như là cái việc mình đã nhắc mọi người là đừng có đổ thức ăn vào cái phần chậu rửa bát để nó tắc và mọi người vẫn đổ. Thứ hai là đừng có đổ đồ có nước vào trong thùng rác mọi người vẫn đổ. Thế là nó bốc mùi thối lên xong chuột nó tha khóc nơi. Nói chung là đấy, mình không có bất mãn gì với những cái văn phòng này ngoài những con người ở đây mà mình sẽ theo họ đến văn phòng mới. Thế nên là đến với nhau nó là ở cái duyên. Mình rời bỏ văn phòng cũ sang văn phòng mới cũng là cái duyên. Tôi không có cái gì bất mãn trên cái cuộc sống này. Tôi luôn luôn sống theo một cái châm ngôn cuộc đời của tôi là luôn hướng thiện. Đấy. Thế nên là tất cả những gì mà mình nhìn thấy, tất cả những gì mà mình xung quanh mình ở đây thì nó đều có lý do cả. Thế tôi không có cái gì bất mãn ở cái văn phòng này. Ngoài cái việc là mùi thối chết, ngoài cái việc là những cái mùi hôi thối từ cái sự bừa bộn của các anh chị em trong văn phòng tôi. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không có vấn đề gì với cái việc đấy lắm. Bước bước đi nhá. Là chúng mày nói quá to. Edit là rất là khổ, hiểu chưa? Bất mãn điều gì không? Chuột này, rác này, con người này. Chuột thì chúng mình là bắt được. Chúng mình là bắt từng con chuột được, nhưng mà người thì không bắt được, không thể đấm được. Ở cái chỗ này bởi vì nó là một cái gọi là một cái tòa đi. Có rất nhiều công ty khác, vẫn rất nhiều tầng ở đây. Chỉ là những cái dịp mà kiểu như kiểu 20 tháng 10 hoặc là một cái dịp gì đấy, mọi người sẽ hát từ tầng trên đến tầng dưới luôn. Nhưng mà văn phòng mình thì không. Văn phòng mình cần một sự yên tĩnh để quay, đúng không? Chứ là cái sự đấy là sự ồn ào, ô nhiễm tiếng ồn. Rất là khó chịu. Mình hát ngoài giờ hành chính. Đúng rồi ạ. Một câu chuyện này. Tiếp theo cũng rất là đau lòng. Đó là chỗ bị rột. Như là cái đợt ấy mà mình đi thực tập xong rồi đang ngồi xong rồi tự nhiên có nước chảy xuống. Chảy tong 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 giống mưa. Không, nhưng mà nó không chảy kiểu từ đâu. Nó chảy kiểu một lúc ào xuống. Xong rồi kiểu chỗ ý là chị Thảo Anh thì phải đi lấy chậu ra xong rồi hứng cho mình ở đấy. Thì cái xe của tao lúc mới mua là cũng làm ở đây rồi. Và bây giờ trông cái xe của tao không khác gì là mua phải đến chục năm rồi ấy mày. Bình thường ví dụ để xe thì vẫn sẽ phải có một khoản để có thể lùi xe ra. Ở các trung tâm thương mại ở dưới hầm ấy lúc nào phải có một khoản để có thể lùi xe ra đúng không? Nhưng mà không, tức là cái xe của bạn sẽ bị bao quanh bởi rất nhiều những xe khác. Và nếu muốn dắt được xe của bạn ra thì bạn phải dắt 7, 7, 4, 9 cái xe khác ra. Và trong đó có cả những con phân khối lớn, con SH. Có những hôm là tao nhìn thấy thế xong là tao bắt Grab tao đi về. Bắt Grab tao đi về. Em tôi có một cái câu nói gây chấn động như thế này. Cứ mỗi khi trời mưa là tôi không đi xe máy. Cảm giác ở đây trong phòng kiểu nó hơi bí. Nhiều khi ánh đèn các thứ quay xong nó chiếu vào mặt mình xong kiểu không khí nó bí nữa. Cảm giác hơi đau đầu ấy. Không tạo được nhiều energy. Để sáng tạo. Vậy mong đợi điều gì văn phòng mới ạ?
Văn phòng mới là tao thiết kế mà tao còn trông đợi thì khó mà. Nói chung là cái văn phòng mới anh thích nhất là kiểu sẽ có nhiều không gian ngoài trời hơn, có một cái ban công để có thể làm việc được, và tầng 6 thì cũng có thể lên đấy làm việc được. Tiết lộ một chút là đấy còn có hồ bơi vô cực nữa. Chi tiết thì các bạn chờ đón xem video nhé. Hiện nay thì anh Huy đã thuê được một bên thi công và thiết kế cho văn phòng bọn mình rồi, thế cho nên là mình hy vọng là mọi người sẽ cho bọn mình một cái góc của em Jack có 4 góc, 4 màu sắc của 4 VJ. Ơ xem đâu? Ui, có ảnh 3D ở văn phòng mới rồi á? Đây 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 đây, mình thấy rồi đây. External Office, Client Meet Mr. Huy. Địa chỉ không nói đâu. Design by Passeja Studio. À mình biết bên này khá là nổi. Thực ra mình có quen cái bạn gọi là gì nhỉ? Founder cho cái bên này, bạn ấy học cùng cấp 3 mình. Bên này thì họ làm khá là nhanh. Lời cảm ơn Pazeja Studio, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ với khách hàng. Ok. Phong cách nội thất hiện đại được ứng dụng trong thiết kế với những đường nét sắc sảo bằng màu đơn giản. Đúng, đúng, đơn giản thôi. Nhưng mà nhìn thì cũng hứa hẹn đấy. Mình với chị Hảo đã kiểu tưởng tượng suy nghĩ là hai chị em sẽ có một góc làm việc rất là chill, xong rồi kiểu bày đồ ở đấy kiểu rất là không, đẹp. Không, chị không tưởng tượng không, sâu như thế. Tưởng tượng sâu nữa đi. Mình chả mong đợi gì, mình chỉ mong đợi là ở cái văn phòng mới, nếu mà được thì đừng có chuột, hoặc nếu có chuột thì nó đừng chết, bởi vì mình phải chịu cái mùi chuột chết một tuần nay rồi. Tính với nhau nó là ở cái duyên, thế nên là tôi cũng không có mong đợi gì cụ thể ở văn phòng mới, vì tôi biết là vũ trụ đã đưa chúng ta đến với nhau thì chắc chắn là nó cũng sẽ đem đến lại những cái điều tuyệt vời. Định hướng của mình sau này là mình làm S-Channel thêm khoảng chục năm nữa, thế cho nên là dĩ nhiên là cái chuyện văn phòng mới thì mình sẽ quan tâm rồi. Thế là mình hy vọng là văn phòng mới sẽ có nhiều nhà vệ sinh, có thêm cả máy cà phê nữa. Từ hồi mà mình đi giao du sang thế giới bên ngoài thì mình phát hiện ra là những công ty khác người ta có những cái máy pha cà phê, ví dụ như là kiểu pha latte, cappuccino, các thứ, mọi thứ đều tự động ấy. Đấy, trông nó rất là chuyên nghiệp, trông rất là kiểu business ấy. Rất muốn là cái văn phòng mà từng khu vực nó được chia ra một cách cụ thể. Đúng rồi. Thật ra đúng là bọn mình làm theo kiểu là quay phim rồi chụp ảnh các thứ, là một dạng studio, thì cũng không tránh được việc là sẽ bê đồ từ chỗ này sang chỗ kia rồi để thay đổi linh hoạt, thì nó cũng sẽ bừa bộn hơn so với cả những cái văn phòng khác mà từng vị trí nó cố định rồi ấy. Anh làm edit thì anh chỉ cần ra anh cần một cái không gian nó yên lặng một chút, thì thỉnh thoảng mọi người quay nó hơi ồn cái thứ thôi. Kiểu edit thì khi tập trung thì sẽ hiệu quả năng suất hơn, là kiểu mình cứ vừa edit xong mọi người nói chuyện xong mình cũng phải ngưng ra mình hóng. Anh mong nó sẽ là một nơi yên tĩnh để có thể làm kịch bản. À, một nơi, một căn cứ để có thể chứa được đồ của S-Channel mà mọi người không thể sờ vào được. Nếu mà lấy được đồ phải bước qua xác anh, hiểu không? Tôi đã từng nghĩ đến cái việc mà cái tầng dưới của mình ấy là mình mở quán cà phê bạn ạ. Úi dồi ôi, mang thương hiệu, mang thương hiệu luôn, một công đôi việc luôn. Quán cà phê S-Channel. Đúng rồi, cà phê S-Channel. À, em mong là anh Huy sẽ đầu tư các cái chân máy nó vững chắc hơn, hoặc là những cái len nó không bị lag nữa. Nên có cái khoảng một cái không gian nào đó để mọi người xả stress đấy, các thứ mọi người ăn uống này thoải mái, nhậu nhẹt thì cũng không biết. Rượu ngọt làm ta đắm say. Và ngoài ra thì cái ban công mà cái chỗ mà mình trà chiều thứ ấy, trà chiều đâu, bạn đi làm hay bạn đi chiều. Tôi quay bạn là cũng liên quan đến bếp, cho nên là mong anh Huy sẽ có một cái bếp xịn sò hơn cái bếp ga kia. Phải rồi, sợ vãi. Thỉnh thoảng đang quay xong nó khùng lên ý. Sợ vãi, xong rồi thỉnh thoảng thấy mấy con chuột nó chạy qua ấy. Ở xung quanh cái khu đấy, làm ơn hãy có chỗ gội đầu. Tại vì rất thích đi gội đầu. Kiểu lúc nào mà mệt mỏi thì mình có thể chạy ra để gội đầu luôn chị. Nếu mà một cô gái có thể mua được cả MacBook Pro M1 cũng như là iPhone 11 Pro Max thì cô ấy sẽ không tự gội đầu. Tại mình biết là nó sẽ tốt đấy, nó sẽ ổn đấy, nhưng mà mình cũng không mong chờ gì lắm. Chắc là mọi thứ nó sẽ ổn thôi, yên tâm. Hiện tại mình đang xem đến trang số 6 thì mình thấy là ở đây có bàn lễ tân. Được, ui cái màu này đúng là cái màu mình thích, cái kiểu đá cẩm thạch. Ở cái slide số 9 ấy, kiểu có những cái cột như kiểu bảo tàng ấy mọi người. Được, mình thích cái này. Ui, slide số 11 nhìn kiểu đúng kiểu quán cà phê luôn ấy. Cái kiểu cái gam màu rất là đơn giản, kiểu trắng xám xong rồi nhìn nó rất là sang chảnh. À đấy, ban nãy mình xem là tầng 1. Em ưng tầng 1 nha anh Huy ơi. Cái tầng 1 thì hình như là tầng để tiếp khách thì phải. Tầng 2 thì là sẽ là nơi mọi người ngồi làm việc với cả bàn họp hành các thứ. Ui, mỗi người được một cái iMac à? Xịn thế. Đây là bọn mình lên tầng 5 rồi thì mình thấy có cái bàn đứng như kiểu là kiểu đi pub ấy em, xong kiểu mấy chị sang chảnh cầm một ly đây kiểu như này. Ok. Tưng đấy kiểu thế. Hình như là cái này nó vẫn chưa hết hay sao ấy, tại vì là mình đã đến cái chỗ đấy rồi,
và bọn mình sẽ còn có thêm cả một cái chỗ trên sân thượng nữa. Mình mong rằng là sẽ cho hết tất cả những cái những kiểu cây cối các thứ lên đấy để hàng ngày mình có thể lên mình tưới cây. Mình thì mình thấy rằng là bên các bạn Pazesa, các bạn đã rất là cố gắng để có thể là thiết kế cũng như là mang lại cho bọn mình một không gian làm việc nó tốt nhất. Đây là một cái mà mình ghi nhận. Anh Huy thì ban đầu định đến tháng 3 mới chuyển văn phòng cơ. Thế nhưng mà đến tháng 1 đùng một cái là đã chuyển rồi. Thế nên là cái ý tưởng này bắt đầu từ không có gì nhá, cho đến việc là dựng được 3D nhá, render ảnh nhá, xong rồi là bây giờ đang thi công ấy, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Đấy, thế nên là rất là cảm ơn các bạn. Và nếu mà bất kỳ bạn nào có nhu cầu thiết kế nhà hoặc là sắp mua nhà như là không phải bọn mình ở đây thì mày có thể tham khảo Pazesa Studio cùng với những thiết kế bọn mình khá là ưng ý. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều.